Hello, chào cả nhà nhá. Thì cái video này là chia sẻ cho mọi người cái tức là mọi người thấy trên màn hình đó nè, ở đây nè. Cái chủ đề ngày hôm nay thì nó liên quan đến Word đó nè, sử dụng Word. Đây. Các bạn nhìn thấy nó có những cái đường nét đứt này đó nè. Đó, những cái đường nét đứt này. Khi mà tạo cái bảng á, tạo cái table trong Word đó, mà nó vẫn hiện cái đường nét đứt này, cho dù là tôi đã bạn đã sử dụng cái tính năng gọi là no border rồi hết à. Nếu mà mình sử dụng cái tính năng gọi là on border này thì nó có cái đường viền trong các cái ô của cái table trong phần trong Word của mình ha. Nhưng mà giờ mình sử dụng cái tính năng này nè, mà nó vẫn còn hiện cái đường nét đứt này. À, cái đường nét đứt này thì chúng ta khi mà chúng ta in mình chuẩn bơ thì nó không thấy nè, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta vẫn thấy cái đường lưới này. À, cái đây người ta gọi là đường lưới mà đó. À, cái đường lưới này, nhưng mà có một số người thì quen quen sử dụng thì đỡ cũng được, nhưng mà có một số bạn hoặc là anh chị nào mà thấy nó rối mắt không thích, tức là kiểu như mình không thích nó hiện ở đây thì mình tắt nó đi. Vậy thì chúng ta tắt nó ở chỗ nào nha? Cái này đơn giản này, mọi người vào đây nè. Khi nó liên quan tới table thì chúng ta phải vào layout. À, chúng ta vào đây. Đây nè. Đây. Các bạn thấy cái chức năng này không? View Ridgeline đó, của cái table đó. À, dịch tạm đó là những cái đường lưới nữa nè. À, những cái đường lưới thì chúng ta chỉ cần tích vào đây là nó đã mất đi rồi đó, mất đi nữa nè. Nếu bạn nào mà thấy nó rối mắt thì chúng ta tách nó đi, còn không thích thì bật nó lại. Có người họ rất là thích nó, là tức là có người họ sử dụng những cái table, họ rất là thích ở những cái đường lưới như thế này sử dụng. À, cho nó họ chỉnh cho nó dở, nhưng có người thì như tôi thì tôi thấy nó hơi bị rối mắt cho nên là tách nó đi thôi. Ok, đơn giản đó là thôi, video hôm nay thì tới đây nha, chúc mọi người thành công.